Tuấn hứa với Hà, Tuấn sẽ cố gắng hoàn thành việc học sớm nhất có thể, rồi về Việt Nam kiếm thật nhiều tiền để cưới Hà, được không? Tôi đã nhất định sẽ cưới Hà. Từ đây về sau, khoảnh khắc nào của Hà, Tuấn cũng có mặt, được không? Cậu đúng là cái đồ vô dụng mà. Nếu không phải vì hợp đồng làm ăn giữa hai nhà, thì tôi sẽ không bao giờ chấp nhận cậu làm con rể nhà tôi đâu. Có cái việc còn con thôi mà giải quyết cũng không xong nữa là sao? Thôi, mọi việc tới nước này rồi, cậu rút lui đi. Dù sao thì tôi cũng về Việt Nam rồi, để tôi ra tay. Con Linh mà không về á, cũng không xong với tôi đâu. Lúc nào cái vết cắn này á nó mờ đi, em cứ qua gõ cửa phòng anh. Anh sẽ... Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.